Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Các bạn chờ kẹo xíu nha. Đây rồi. Đây rồi này. Mày chạy với anh à? Cho một quả khói lên này. Khói hơi ngu đấy anh em ơi. Lên bảng điểm số nha em ơi. Một đứa ngay trên trò các bạn ạ. Có giọt qua đây em ơi, nào. Khá là dễ thì cả đã có được bản thứ hai nhá. Ui bạn ơi làm gì vậy? Làm gì bắn cam vậy hả? Ok nha em ơi, chờ xíu nhá. Nó chạy đâu mất tiêu rồi nha em ơi. Cạo lại mất dấu nó rồi cơ. Vừa thấy nó ở dưới mà anh em. À qua bên này giữ cả 82 máu nhá, sợ chứ em ơi. Đây, em qua với chú đứa này em ơi. Sợ chưa em ơi? Vỡ đầu này tuổi gì em? Ok các bạn, kẹo sẽ đổi tạm qua SKS nha anh em. Đó, khẩu SKS bắn xa nhá. Bom keo này ngon. Ok anh em. Đây, qua phía này con nào. Chúng ta sẽ có thêm đạn súng tiểu liên nha mọi người. Tiếp tục lướt đồ thôi nha em ơi. Ở đây có gì vậy? Có một con dao này, ok. Kẹo sẽ lên phía trên một xíu nào. AN94 bắn nó sida lắm anh em ơi, nên là kẹo sẽ không có chơi nhá. Vứt đi mấy cái trang bị thừa này. Lấy con được các bạn ơi. Ui, bên này có người hả? Chỗ nào vậy? Kẹo chưa thấy nó nữa anh em ơi. Ở ngay hướng NE các bạn ơi. Ok đây, anh đây. Có giỏi, qua đây solo em ơi. Ui chạy à, chạy à, chạy à, chạy à, chạy à. Và ok, khá là dễ thì cả đã có cho mình được mạng thứ tư nha các bạn. Let's go. Xin báo với anh em đó là còn lại 22 người chơi nữa ở trong cái vài đấu này mà thôi. Let's go và kẹo sẽ lên trên phía cầu trời nha anh em. Chưa thấy ai cả, chúng ta sẽ cùng tập trung đi săn mạng nha các bạn. Ai bỏ Ska hả anh? Em ơi, anh thích chơi Ska mà em ơi, nhưng mà chưa lượm được khẩu Ska nào cơ. Để anh sẽ lên phía trên này cả đã nhá. Wow. Chưa thấy ai đâu cả. Có lẽ là kẹo sẽ ăn tạm cái nấm mứt củ nha anh em. Đó. Rồi let's go anh em. Lần lờ qua mấy cái khu này coi nào anh em. Đây và vẫn chưa thấy ai này. Hôm nay thì cổng trời đó lại vắng quá nhỉ anh em. Đây rồi, ai nấm nữa nhá. Lượn lờ qua mấy chỗ này coi nào anh em ơi. Hẳn là vẫn chưa có ai này. Đậu xanh. Kẹo sẽ vào chỗ này coi. À đây. Có ngay một đứa ở hướng 210 nha anh em. Nó vừa chạy thoáng qua chỗ này thì phải này. Bình tĩnh. À đây à. Ui à đây à. Ui à đây à. Ui đậu xanh. Bạn ơi làm gì mà căng. Làm gì mà căng này. Làm gì mà căng này. Nó đang sau gốc cây nha các bạn ơi. Đây đây. Kẹo quần máu có đã nhá. Nó không lựa chân anh em ạ. Đây kẹo qua phía này rồi này. Đúng rồi, câu lựu cả. Thế nó lại gắt quá nhỉ. Nó câu mình một quả lựu chó anh em ơi. Một quả lựu chó này. Hack sau nhà em. Hoặc là câu lựu chó với anh cả.
Nó lại gì quá nhỉ anh em. Ok. Uầy, một đứa hình như là ngay căn nhà Doraemon. À đây rồi. Tưởng gì cơ. Đây rồi này. Coi chừng nhé em ơi, coi chừng nhé em ơi. Nào. Làm gì nhau hả em ơi. Qua đây. Ôi một đứa cạnh mình này. May là có UAV phát hiện các bạn ơi. Không là kẹo chuẩn bị sanh mộ nhé. Hình như là nó bò trên nóc nhà ấy. Kiểu này là bò trên nóc nhà nha anh em. Nên là kẹo sẽ không có lo lắm nha các bạn ơi. Có một đứa bò trên nóc nhà mà ngại gì. Ở đây anh em ơi. Ui đã sấy xong nhau rồi cả. Kẹo qua ngay nhé anh em ơi. Đây hả? Đậu xanh em ơi. Mới đầu nha em ơi. Ok các bạn. Như vậy là mình đã có được bạn thứ 6 rồi nhá anh em. Chúng ta sẽ cần có thêm băng keo để thêm máu này. Tiếp tục thêm máu nha các bạn ơi. Đơn giản là bởi vì là kẹo đang hơi ít máu mà anh em. À có xe mới miễn phí này. Ok đổi quả dao nhá. Cũng như là chúng ta sẽ lượm thêm túi máu này. Thêm băng keo nữa nha anh em. Ok. Đây rồi. Và let's go thế nào anh em ơi. Kẹo sẽ chạy qua phía thính hướng 60 độ nhá anh em. Đây đây. Chạy qua đây luôn chứ ngại gì mà không chạy qua hả anh em. Đây rồi các bạn ơi. Ngô ra này. Wow. Ngon. Nó lại ngon quá nhỉ anh em. Let's go nào các bạn ơi. Cùng kẹo đi săn mạng nào nha em ơi. Còn lại có 11 đứa nữa này. Như vậy là còn khá là ít người chơi thôi nha em ơi. Kẹo sẽ cố gắng tốt một lần nha anh em. Ở đây không có ai cả. Từ từ các bạn ơi. Từ từ thì chúng ta sẽ kiếm thêm được mạng thôi nha anh em. Phía dưới này thì không có ai luôn này. Cái đậu xanh. Kẹo sẽ lên phía trên này anh em ơi. Lần lần một xíu coi biết đâu là chúng ta sẽ có được thêm mạng nha anh em. Hôm nay là giọng tôi kiểu khàn khàn các bạn ạ. Giọng khàn nên là sorry anh em thông cảm nhá. Không biết như nào nữa mình cảm giác hơi bị ho ho khàn khàn. Đây rồi, mình sẽ lên trên phía 120 nha. Ui ui, nó chạy nhanh quá nhỉ anh em. À, thấy rồi. Thấy rồi, mày tưởng là mày chạy lên trên mà ngon à? Ok em ơi. Tưởng là chạy lên trên mà ngon à? Đây đây. Thằng bé đâu? Đây à? Wow. Đây hả em ơi? Mày làm gì vậy? Ui, làm gì vậy em ơi? Ui, làm gì vậy em ơi? Ok, vậy là kẹo đã có cho mình được mạng thứ 7 rồi các bạn ơi. Nó lại easy quá nhỉ. Ok, Clay kiểm giật học anh những cái bạn bình luận tiêu cực nha. Thank you Clay. À, thì ra là nãy giờ thì kẹo đã có được scope 1x rồi nha em ơi. Let's go, chúng ta sẽ lại tiếp tục săn mạng nhé. À đây, ui, đây rồi này anh em ơi. Dựng mông keo cả. Hay có nhỉ em ơi. Mày tính chơi anh cơ à? Ok. Cả đã có được mạng thứ 8 khá là easy nha em ạ. Thật ra nó định dựng bom keo chơi mình đây. Tuổi gì em ơi. Chơi với kẹo thì đâu có đơn giản như vậy. Không đơn giản đâu nha em ơi. Ok các bạn. Lên xe và săn mạng thân nào. Ui, thân nào gọi ngay drone thính phía dưới vậy. Đây đây. Kẹo chạy xuống dưới để góp vui nhá. Em ơi, mày gọi drone thính cả. Đây đây anh em ơi, kẹo qua ngay. Trong nhà này à?
cái đậu xanh này. Có giỏi xuống em ơi, ăn nó nhảy xuống thì phải nha em ơi. Ok ok. Đậu xanh em ơi. Taizuki 204 cả. In game ngầu đấy nhỉ các bạn ơi. Thật đi ghê rồi. Ui thằng này đồ nghèo vãi chưởng này. Thình có phóng liệu thôi. Ok. Nhưng mà trận này thì kẹo sẽ không có chơi phóng liệu nha các bạn ơi. Đây không? 9 mạng rồi. Easy mà anh em. Đây đây các bạn ơi đây. Mình sẽ lựa lờ có phía đây như là lúc nãy là mình thấy là có người ở ngay chỗ này thì phải nha em ơi. À đây, đây, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Dừng xe lại. Mình thấy là ở ngay chỗ này cơ mà anh em. Đây đây. Cứ đi thẳng theo phía này là sẽ có người nhá. Đứa nào vừa nổ súng lên tiếng đi em ơi. Đây à. Lên tiếng đi em ơi. Tai nạn xe này và lên bản điểm số nhà em. 10 kill này easy quá nhỉ. Nó lại easy quá nhỉ anh em. Ok các bạn đây. Ui. Thằng nào dựng băng keo nhiều vậy. Ui đậu xanh. Đậu xanh em ơi. Nó đang đứng ngay ở chỗ chỗ kia anh em ơi. Chạy qua cả. Chạy qua cả. Ok đây. Có giỏi qua đây mày. Nào. Qua đây đi em ơi. Ngại gì. Ngại gì mà không qua. Ngại gì mà không qua. Ngại gì mà không qua này. Nó dựng băng keo qua chỗ này rồi các bạn ơi. Ok anh em. Mày dựng băng keo này. Dựng băng keo lắm thì vỡ đầu nhé em. Thế là xong. Quá là easy 11 kill rồi. Wow, phía trên, phía trên anh em ơi. 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 Mày đang ngồi ngay phía trên à? Tưởng ngồi phía trên mà ngon hả em ơi. Đây đây. Nó lên xe nó chạy các bạn ơi. Mày chạy đâu hả em ơi? What the hell, thằng bé sợ chạy mất tiêu rồi này. Thế thì chịu rồi. Thằng bé sợ mình sấy lên xe chạy mất tiêu. Thế thì kẹo cũng đến thua về nó luôn các bạn ơi. Như này thì mình chịu hẳn. Lên xe nào các bạn ơi. 4 mạng nữa là kẻo đã có được top 1 ở trong cái ván đấu này rồi anh em ơi. Ok, anh sẽ cố top 1 cho các bạn ơi. À, lượn lờ qua mấy chỗ này coi nào anh em ơi. Wow, không có ai cả. Mình sẽ chạy lên phía trên coi. Phía trên này cũng vậy anh em ơi. À đây, có xe này, có xe này, có xe này. Ui đây à. Em ơi xuống xe. Xuống xe em ơi. Thế là xong. Mọi thứ kết thúc vô cùng là easy. Ok. Lên xe và chúng ta chỉ cần là săn hai mạng cuối là top 1 rồi anh em ơi. Thùng dầu này trông có vẻ nghi nghi này. Không phải các bạn ơi. Mình sẽ chạy xuống phía dưới coi. Wow, xem là hai thằng cuối đang ở đâu các bạn ơi. À, kẹo nghĩ là chúng nó chỉ đang thủ nhà mà thôi. Chứ còn là chúng nó cũng chạy, à, chúng nó cũng chẳng chạy đâu xa đâu anh em ơi. Đậu xanh. Không thể ai nữa cả này. Kiểu what the hell. Ủa ơi. Như này thì kẹo chịu rồi anh em ơi. À. Tôi biết hai đứa còn lại đâu rồi anh em ơi. À, chỉ ở hai căn nhà chỗ này. Hoặc là hai căn nhà phía trên mà thôi đây đây. Đây rồi em ơi. Ủa ơi dựng bông kẹo nữa hả. Trời ơi tôi là dựng bông kẹo có thể hạ cụ được sĩ kẹo hả em ơi. 13 kill rồi nhé. Và hiện tại thì kẹo đang có đó là 30 max sale nha các bạn ơi. Đây rồi thằng cuối đây. Thằng cuối rồi.
Thằng cuối lên rồi này. Thằng cuối lên rồi này. Ui. Gì vậy? FD à? FD này, FD này. Ui, FD này, FD này. Thằng này làm gì nhau? Làm gì nhau mời. Thằng cuối đang chơi gà quá anh em ơi. Cầm FD để chơi kẹo mới lạ chứ anh em. Yes. 14 kill top 1 rồi các bạn ơi, quẩy thế nào. Úi dồi ôi. Ok các bạn, top 1 đầu tiên trong game vào đấu này với số lượng kill đó là 14 kill nha anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.